lên, lên nóc nhà là bắt con gà, lên nóc nhà là bắt con gà, chọc tiết gà là chọc tiết gà, vật lông gà là vật lông gà, ăn thịt gà là ăn thịt gà. Anh em mình là một gia đình, một gia đình là chơi hết mình, chơi hết mình là lên thiên đình. Nắng năm xa dần, rồi nắng năm xa dần, rồi nắng năm xa dần, bỏ dài để lại những giấc mơ. Nắng năm xa dần, rồi nắng năm xa dần, rồi nắng năm xa dần, xa dần theo những. Để trai em tìm người có nhiều đứa yêu. Chiều nay không có mưa rơi ở trên đôi bờ.